Kính thưa quý thân hảo nhân sĩ và quý bạn trẻ thân mến, để mở đầu chương trình hôm nay, ban tổ chức ngày hội luận thiện tình về lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam được tổ chức tại Đại học Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt am Main, ngày 6 tháng 12, 2008. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có nghi thức khai mạc, lễ chào quốc kỳ, phút mặc niệm, ban tổ chức đọc diễn văn chào mừng quan khách, giới thiệu diễn giả, phần 1, cựu phó đề đốc chủng tướng Hồ Văn Kỳ Thoại. Tiếp theo là phần phụ diễn văn nghệ. Phần diễn giả, phần 2, do luật sư Nguyễn Thành. Và tiếp theo là phần trình diễn văn nghệ. Tiếp theo, phần thứ 3 là phần nói chuyện của luật sư Trần Thanh Hiệp. Và kính thưa quý vị, sang phần 2 là chúng tôi bắt đầu phần hội luận ngày hôm nay. Kính thưa quý thính giả, kính thưa quý quan khách, đặc biệt chương trình hội luận hôm nay, chúng tôi sẽ trực tiếp truyền thanh qua hệ thống Tom Talk trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Trong và Ngoài Nước 3. Diễn đàn này sẽ do chị Thái Thanh Thủy phụ trách. Ngoài ra, với tâm nguyện toàn dân bảo tồn đất tổ, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng bào tại quốc nội cũng như hải ngoại vào tham dự diễn đàn này. Những ý kiến đóng góp của quý vị sẽ là sự đóng góp vô cùng quý báu trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam hiện nay. Và kính thưa quý vị, đặc biệt nhất là chương trình hôm nay, hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại Âu Châu sẽ dành chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật lúc 20 giờ 10 để đúc kết và tường thuật về buổi hội luận này. Trân trọng kính mời quý vị đón nghe trên Radio Việt Nam hải ngoại. Kính thưa quý vị, và sau hết, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến với quý vị hai MC điều khiển chương trình cho buổi hội luận ngày hôm nay. Chị Lê Nhất Hiền, Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do Đức Quốc, và anh Nguyễn Văn Phẩy, Hội Chuyên Gia Việt Nam Đức Quốc. Xin chào quý vị. Và xin kính mời ba vị trưởng lão lên trước bàn thờ để chúng ta bắt đầu làm lễ chào cờ. Xin cảm ơn chị Bích Thủy, Hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại Đức Quốc. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý thân hào nhân sĩ, kính thưa quý tổ chức, quý đoàn thể, quý hội đoàn, để bắt đầu, kính thưa quý vị, để bắt đầu cho buổi hội luận hôm nay về hiện tình lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng đứng lên hướng về bàn thờ tổ quốc để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghi thức tế niệm. Hôm nay nhân buổi hội luận tổ chức tại Phong Phuộc, Am Mai, trước bàn thờ Tổ quốc, chúng con những người Việt Nam tị nạn sống ly hương tại Mỹ Châu, Âu Châu nói chung và Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng, tụ tập về đây xin kính cẩn dâng hương hướng về các đấng tiền nhân đã dày công xây dựng và bảo vệ đất nước, và tưởng nhớ đến các anh hùng chiến sĩ vì quốc vong thân và đến các đồng bào đã bỏ mình trên bước đường tìm tự do. Nay đất nước Việt Nam không còn toàn vẹn, chúng con và các thế hệ nối tiếp nguyện cố gắng góp phần đòi lại chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải bị Trung Cộng tiếm đoạt và gìn giữ bờ cõi. Kính xin các đấng tiền nhân phù hộ cho toàn thể nhân dân tại Việt Nam sớm có cuộc sống an lành, tự do và soi sáng cho tất cả mọi người Việt Nam, đừng vì quyền lợi và quyền lực riêng tư mà tiếp tục dâng lãnh thổ, lãnh hải cho ngoại bang. Nguyện cầu hồn thiêng sông núi độ cho nhân dân Việt Nam chúng con ra thoát khỏi chế độ phản dân hại nước hiện nay, cho những người con trung hiếu đang bị tù đầy, quản chế ở trong nước vì đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền sớm tìm lại được tự do và danh dự. Cho chúng con và mẹ Việt Nam có tinh thần dân tộc được nhiều nghị lực, biết đoàn kết, hợp tác với nhau để cùng nhau tích cực đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho quê hương. Phúc mặc niệm bắt đầu. Sĩ quan tùy viên của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm, trưởng phòng nhân viên và hành chánh Hải quân về chỉ huy, đã giữ chức vụ chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện bộ tốc Hải quân, chỉ huy trưởng căn cứ Hải quân Nha Trang và Duyên khu 2, chỉ huy trưởng vùng 2 Duyên Hải, chỉ huy trưởng sở phòng vệ Duyên Hải và sau cùng giữ chức vụ tư lĩnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Tị nạn tại Hoa Kỳ, từ năm 1976 đến năm 1998, tại Hoa Kỳ, ông chọn nghề tài chánh và kế toán để sinh sống và liên tục giữ các chức vụ tài chánh và kế toán cho các tổ chức bất vụ lợi, đặc biệt là về giáo dục. Chức vụ sau cùng của ông từ năm 1998 là giám đốc tài chánh Chief Financial Officer, trách nhiệm về nhân lực, tài lực và kỹ thuật cho National Association of Independent Schools, là hội các trường trung học tư thục tại Hoa Kỳ và ngoại quốc. Đến khi ông về hưu vào đầu năm 2006 để viết quyển hồi ký Can Trường trong chiến bài Hành trình của một thủy thủ, xuất bản vào tháng 3 và tái bản vào tháng 5 năm 2007. Kính thưa quý vị, Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại xin trình bày đề tài
bảo vệ chủ quyền lãnh hải qua trận chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Xin kính mời đội Hồ Văn. Thật là một cái vinh dự cho tôi được tất cả quý vị đồng hương khán giữ của Cộng hòa Liên bang Đức và những nước lân bang cũng như Hòa Lan và Tổ quốc đã mời tôi đến đây để có dịp gặp gỡ quý vị đồng hương. Tôi xem đây không phải là một cuộc hội thảo mà thôi, mà là một cuộc gặp gỡ thân tình, vì có rất nhiều quý mà chúng tôi từ lâu muốn gặp gỡ, cũng như ngược lại quý đồng hương cũng muốn gặp tôi. Thì đây là cái dịp duy nhất mà không biết cho tới ngày chúng ta rời cuộc đời này có dịp gặp nữa không, nhưng mà mình đây là một cái dịp rất là ý hữu. Tôi trước sau nữa tôi cảm ơn tất cả các hội đoàn đã tổ chức cái buổi gặp gỡ hôm nay, đặc biệt là chị Bích Thủy, chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam ở Đức Quốc đã lo lắng cho cái buổi hội thảo hôm nay, và nhất là cái cuộc hành trình của tôi đến đây ngày hôm nay. Thật sự thì trong cuộc đời đương nghiệp của tôi cũng không dè rằng nó có những chuyện làm của mình trong thời tuổi trẻ mà mình chỉ nghĩ là đó là một cái hành động tự nhiên của một người quân nhân. Nhưng mà tôi không dè một ngày nào nó lại có một cái dư âm nó kéo dài, và những cái sự việc mà chúng tôi làm là theo cái tinh thần phục vụ đất nước, mà nó trở thành một cái điểm quan trọng trong lịch sử của Tổ quốc Việt Nam. Do đó chúng tôi học được một cái bài học mà tôi nghĩ rằng trong bao nhiêu cuộc tranh luận, trong bao nhiêu cuộc cãi vã, chẳng qua là với tư cách của người công dân Việt Nam, mình có đặt Tổ quốc trên hết không? Thứ nhất, thứ gì là mình có làm bổn phận của mình trong cái cương vị một người dân hay không? Hay là một người quân nhân, hay là một người thành phần của chính phủ? Đó là tôi muốn tâm tình với quý vị đồng hương, là tất cả cảm nghĩ của tôi. Thành ra đây tôi không phải là một cái thật sự là một diễn giả, nhưng mà đến đây có một cuộc gặp gỡ nói chuyện thân tình với quý đồng hương. Thì đây sẵn cái dịp này, trong cái tinh thần